Dạ, sư cho con hỏi là trong các phương pháp đi thiền định thì phương pháp hơi thở được đề cập trong kinh, vậy còn các phương pháp về kasina thì có được đề cập trong kinh hay là chỉ còn trong các bộ chú giải hay không, và sao mình biết được là các phương pháp kasina nó là của Đức Phật dạy ạ? Cảm ơn sư. Phương pháp thực hành kasina được nhắc đến trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Suy nghĩ như đó đã đủ rồi.